Giá lợn hơi trên cả nước đồng loạt đảo chiều, trong đó ghi nhận mức giảm mạnh nhất 5.000 đồng một kg. Đây cũng là cơ sở để thị trường kỳ vọng giá thịt lợn tới tay người tiêu dùng tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới. Tôi đang có mặt tại một trong những cái chợ dân sinh lớn của Hà Nội và theo ghi nhận của chúng tôi, giá thịt lợn đã có cái sự bình ổn và đó giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Ví dụ như là một cân thịt thăn hiện nay thì có giá khoảng 140.000 đồng, giảm khoảng 10.000 so với cuối tuần trước. Tức là cái giá nó phải xuống đi một tí, xuống nữa thì là dân nó mới có tiền để ăn thật sự luôn ấy. Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có cuộc khảo sát tại 7 địa phương trên cả nước, làm việc với các doanh nghiệp để tiếp tục nắm bắt, chỉ đạo việc sản xuất tái đàn. Hiện nay thì như vậy là cái cung cấp 1,2 triệu con một năm thì bọn tôi duy trì và trở thành cái vòng quay như vậy là khép kín. Thực ra cái tổng đàn lợn Việt Nam hiện đang khá lớn, khoảng 28,1 triệu con. Và vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 5,7% bằng mọi cách để tái đàn đáp ứng đủ cho 100 triệu dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến cuối năm duy trì mức tăng trưởng sản lượng thịt lợn khoảng 6% thì sẽ có thể đảm bảo cân bằng cung cầu thị trường.